thêm một món Việt được Chipu bán tại quán phở ở Thượng Hải, netizen xứ Trung nhận xét thế nào? Sau khoảng 2 tháng hoạt động, quán phở của Chipu tại Thượng Hải vẫn liên tục nhận được sự quan tâm của rất nhiều fan và thực khách tại Trung Quốc. Và điều khiến cư dân mạng Việt Nam cảm thấy tự hào chính là phở, món ăn mang đặc trưng của ẩm thực Việt đã và đang được cô nàng Chipu lan tỏa tới rất nhiều bạn bè quốc tế. Phở tại quán La Ganh của Chipu liên tục nhận về những lời khen từ các thực khách tại xứ Trung. Nếu như trước đó, quán La Ganh mới chỉ bán phở bò thì càng ngày, menu của quán càng được bổ sung thêm nhiều món. Và mới đây nhất, thêm một món Việt được Chipu mang đến các thực khách ở Thượng Hải, đó chính là phở gà. Đáng chú ý, sau khi ra mắt món mới, các thực khách tới thưởng thức đã để lại rất nhiều lời khen đối với món phở gà. Trên trang Weibo của quán, nhiều người đã bình luận khen ngợi, cùng với đó là những hình ảnh món phở gà mà họ đã thử tại La Ganh. Các nhận xét về món phở gà tại quán của Chipu ở Thượng Hải như: ngon, quá ngon, sản phẩm mới thật tuyệt vời. Sau khi thêm món phở gà vào menu, Chipu cũng đã tới quán của chính mình để thưởng thức và đăng tải chia sẻ cùng bạn bè và các fan, các cư dân mạng về món ăn mới này. Không chỉ riêng việc mở quán phở tại Trung Quốc, cách mà Chipu tiếp tục cùng các cộng sự của mình phát triển quán, mang đến thêm những món Việt khác tới thực khách tại xứ Trung cũng được đánh giá cao. Đặc biệt, việc cô nàng góp phần lan tỏa nền ẩm thực Việt đến nhiều bạn bè nước ngoài khiến dân tình tại Việt Nam rất yêu mến, ủng hộ và tự hào.